trở lại với Mic Phạm Gia. Mic Phạm Gia chúng tôi chuyên cung cấp các sản phẩm mic thu âm, mic hát karaoke và mic livestream chuyên nghiệp. Xin mời các bạn ghé thăm website www.mic.neu.vn hoặc ghé qua showroom tại địa chỉ 246A Đà Nẵng. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ số điện thoại hotline 0225 629 6789 hoặc 0932 202076. Trước mắt các bạn đang là combo bao gồm sao card V8 và mic BM900. Đây là combo đang được lựa chọn nhiều nhất dành cho những bạn mới bắt đầu sử dụng mic thu âm với phiên bản tiếng Anh 2018. Sao card V8 tích hợp pin với thời gian sử dụng từ 6 đến 8 tiếng. Sao card V8 kết hợp với mic BM900 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn khi hát live, hát thu âm, hát karaoke tại nhà. Người hãy quên em đi. Là combo bao gồm sao card Icon UPod Pro và mic PCK200. Sao card Icon UPod Pro hiện đang là dòng sao card cao cấp nhất dành cho các bạn muốn thu âm chuyên nghiệp, mang đến những bản thu chất lượng cao. Sao card Icon UPod Pro có màn hình hiển thị với 72 hiệu ứng, hiệu chỉnh, tông giọng và âm thanh. Với bộ sao card này, các bạn có thể thu những bài hát song ca với chức năng cắm 2 mic, 2 tai nghe và các nhạc cụ khác. Mic PCK200 với 3 lớp lọc âm kết hợp với sao card Icon UPod Pro sẽ mang đến cho các bạn những bản thu âm sắc nét nhất. Sao card V8 và mic AT100. Đây là combo đang được lựa chọn nhiều nhất dành cho những bạn mới bắt đầu sử dụng mic thu âm với phiên bản tiếng Anh 2018. Sao card V8 tích hợp pin với thời gian sử dụng từ 6 đến 8 tiếng. Sao card V8 kết hợp với mic AT100 là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn khi hát live, hát thu âm, hát karaoke tại nhà với khả năng bắt mic vô cùng tuyệt vời. Gồm sao card Max 730 và mic PM10. Sao card Max 730 tích hợp pin với thời gian sử dụng có thể lên đến 8 giờ. Sao card Max 730 tích hợp chế độ chỉnh tông giọng, auto tune và nhiều chức năng giả giọng, nhái giọng, tiếng vỗ tay hỗ trợ các bạn trong quá trình thu âm và livestream. Sao card Max 730 kết hợp mic PM10 đưa đến cho các bạn bản thu với chất lượng âm thanh hoàn hảo. Là mong cũng thế thôi, bao nhiêu yêu thương trong những giấc mơ đã cố gắng sống khi tình yêu đã cách xa, con tim em đau vì không ngăn nỗi nhớ anh, yêu một em yêu hơn chính em, trong bao nhiêu yêu thương ấy, vậy mà sao anh ra đi để lại em trong cơn mơ, giật mình em bao hoang mang rồi em khóc. Mong người sẽ quay về
mắt các bạn đang là combo bao gồm sao card XOS KS108 và mic AT100. Sao card XOS KS108 là bản nâng cấp của sao card XOS K10. Sao card XOS KS108 với phiên bản tiếng Anh 2018 giúp các bạn dễ dàng sử dụng trong quá trình thu âm và livestream. Sao card XOS KS108 với 16 chế độ hiệu chỉnh giọng kết hợp với mic AT100 đem lại cho các bạn một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Bởi vì một khi em đã yêu, là con tim em đã dâng trao cho tình yêu. Dù đường tình yêu muôn khó khăn, và đôi khi em biết em không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó combo bao gồm sao card Icon Upper Pro và mic PCK 320. Sao card Icon Upper Pro hiện đang là dòng sao card cao cấp nhất dành cho các bạn muốn thu âm chuyên nghiệp, mang đến những bản thu chất lượng cao. Sao card Icon Upper Pro có màn hình hiển thị với 72 hiệu ứng chỉnh tông giọng và âm thanh. Với bộ sao card này, các bạn có thể thu những bài hát song ca với chức năng cắm được 2 mic, 2 tai nghe và các nhạc cụ khác. Mic PCK 320 với 3 lớp lọc âm kết hợp với sao card Icon Upper Pro sẽ đem đến cho các bạn những bản thu âm sắc nét nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.